Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 54, sau khi cùng Hải Lão trao đổi, Tiêu Viêm đã nhờ ông sắp xếp một cuộc gặp mặt với các thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Cùng lúc đó, ở tại một nơi xa, bên trong căn phòng nơi Vân Vận đang bị giam giữ, cánh cửa đại điện chậm chậm mở ra, bóng dáng Cổ Hà cũng liền bước tới. Cảm nhận được người phía sau, thanh âm Vân Vận đã liền vang lên nói: "Ngươi cũng đến rồi, chuyện hôn sự này là chủ ý của ngươi sao?" "Không, tất cả chuyện này đều do lão sư của nàng chủ ý." "Thế nhưng, ngươi cũng có thể từ chối lão sư cơ mà." "Ta không thể, đề nghị này quá hấp dẫn, tình cảm của ta đối với nàng như thế nào, lẽ nào nàng còn không hiểu sao?" "Ta chỉ xem ngươi là bằng hữu mà thôi, ngươi hãy từ chối lão sư đi." "Nàng như thế với ta là bởi vì cái tên Tiêu Viêm sao?" "Vận Nhi, ta yêu nàng, ta có cái gì không bằng cái tên kia, chỉ là một tên tiểu tử, đáng để nàng thương nhớ vậy sao?" Nghe những lời này, Vân Vận hai mắt nhắm chặt, nàng không trả lời mà cứ ngồi lặng lặng ở nơi đó mặc cho Cổ Hà đang tức giận. Thấy vậy, Cổ Hà bình tĩnh lại, sau đó thanh âm đã liềm vang lên nói: "Vận Nhi, tên đó đã quay trở lại rồi, lần này ta sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục." Dứt lời, Cổ Hà liền bước bụp bạch ra bên ngoài, để lại Vân Vận lặng im ngồi ở đó, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã nhòe đi bởi những giọt lệ. Khoảng không bao la cứ thế qua đi, trên lầu 2 của một căn phòng nhỏ, ánh mắt của Tiêu Viêm cứ thế lạnh lùng nhìn về phương xa, dường như anh ấy đang suy nghĩ một điều gì đó. Thế nhưng, đang lúc Tiêu Viêm suy nghĩ, Mị Độ Toa lại đột nhiên xuất hiện và tiến lại gần. Cảm nhận được nữ nhân kia đang tiến tới, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên nói: "Hai ngày không gặp, ta còn tưởng ngươi đã rời đi. Ngươi chưa đem phục hồn đan cho ta mà đã muốn ta rời đi sao? Ta nhất định sẽ giao nó cho ngươi, đến lúc đó ngươi có phục dụng nó hay không phải phụ thuộc vào ngươi rồi." "Vì sao lại không? Chỉ cần ăn nó, ta sẽ không bị linh hồn thôn thiên mạng ảnh hưởng. Đến lúc đó, ta sẽ lấy mạng ngươi." "Thật là như vậy sao? Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta đối với ngươi có tình cảm khác? Lần này, ta cùng Vân Lâm Tông quyết chiến. Nếu như ta bỏ mạng bởi Vân Sơn, đến lúc đó, ngươi cũng được giải thoát rồi. Nếu ngươi thật sự bỏ mạng trong tay Vân Sơn, vậy thì ta sẽ phải cảm ơn hắn. Ha ha, hy vọng là như vậy." Tiếng cười vừa dứt, Tu Viêm liền xoay người đi, để lại Mị Độ Toa lặng im đứng một mình trong đêm tối. Thời gian qua đi, khi bình minh ló dạng, từ trong đống đổ nát, Mễ Đặc Nghĩ gia tộc sớm đã khôi phục lại phần nào vẻ vốn có của nó. Bên trong khoảng sân rộng lớn, Tiêu Viêm cùng Mị Độ Toa chậm rãi bước về phía trước. Trên đường đi, hai người vẫn im lặng không nói lời nào. Thế nhưng, ở phía xa, Nhã Phi với thân hình mềm mại, đột nhiên tiến tới lại gần Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm của nàng đã liềm vang lên nói: "Tiêu Viêm, vị tiểu thư này là ai thế? Người còn chưa giới thiệu cho ta biết." "Nhã Phi tỷ, đây là một bằng hữu, gọi nàng là Thải Lân." "Ồ, thì ra là Thải Lân tiểu thư." Dứt lời, Nhã Phi liền quay sang Mị Độ Toa lườm nhẹ. Thế vậy, Mị Độ Toa cũng liền đáp trả bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Còn Nhã Phi vừa lườm Mị Độ Toa, sau đó nàng đã liền tiến lại gần Tiêu Viêm và đặt bàn tay lên ngực nam nhân kia và vuốt ve cổ áo của anh ấy. Ở đối diện, thấy tình cảnh này, Mị Độ Toa nóng mắt, ánh mắt nàng lúc này cực kỳ khó chịu. Còn Tiêu Viêm, anh ấy như đứng hình. Cuối cùng, buông tay ra, thanh âm Nhã Phi liền vang lên nói: "Tiêu Viêm, cuộc trao đổi lần này, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Còn nhớ những gì ngươi nói lúc rời đi không?" "Đương nhiên ta nhớ, Nhã Phi tỷ yên tâm. Cho dù tỷ muốn làm nữ vương bệ hạ, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Chỉ cần ngươi không quên ta là được, ta đối với chức vị nữ vương cũng không có chút hứng thú nào. Thôi, các người cứ nói chuyện, ta có việc phải đi trước." Dứt lời, Nhã Phi cũng liền rời đi. Ở tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của nàng, Tiêu Viêm im lặng. Thấy vậy, thanh âm Mị Độ Toa đã liềm vang lên quát: "Ngươi nhìn cho đủ sao, không theo sau mà nhìn đi." Nghe tới đây, Tiêu Viêm gãi đầu cười khổ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thật không hiểu, hôm nay mấy người này bị làm sao nữa." Dứt lời, Tiêu Viêm nhanh chân bước về phía trước. Sau một hồi, anh ấy cũng đến được luyện dược sư công hội. Vừa tiến vào, Tiêu Viêm liền bắt gặp Tiêu Mị đang cùng một gã nam nhân đang tranh luận. Bởi vậy, anh ấy cũng liền tiến tới. Thấy thế, Tuyết Mị kinh ngạc. Tuy nhiên, hai người còn chưa kịp trò chuyện thì ở phía trước, cái tên áo ba kia đã liền hướng công kích về phía Tuyết Mị. Thấy vậy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, một cỗ kình phong bất chợt bạo phát đã liền chấn bay áo ba về phía sau. Thế nhưng, ngay khi tên kia bị chấn bay, sư phụ của hắn ta là Phó Nham đã liền đi tới trước mặt Tiêu Viêm đòi lại công đạo. Cuối cùng, vỡ mồm một hồi, trong cơ thể Phó Nham, một luồng kình phong bất chợt bạo phát làm mọi người ở nơi này hoảng sợ. Sau đó, một quyền đánh ra, hắn ta liền hướng thẳng về phía Tiêu Viêm và phóng tới. Thế vậy, bàn tay khẽ động, một luồng hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm phóng ra, lập tức chấn bay tên kia về phía sau, thu tay lại, thanh âm Tiêu Viêm đã liền vang lên nói: "Pháp Ma hội trưởng, nếu ông muốn xem kịch, e rằng luyện dược sư công hội phải mất đi một gã ngũ phẩm luyện dược sư rồi." "Ha ha, tiểu tử 3 năm không gặp, người vẫn rất lợi hại. Việc Phó Nham công hội, chúng ta cũng có trách nhiệm, bởi vậy tùy ngươi xử trí." "Thôi được rồi,
Nếu pháp mã hội trưởng đã nói như vậy, ta sẽ tha cho hắn. Mọi người đã tới đông đủ chưa? Đã đến đông đủ, vậy đi thôi. Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền cùng pháp mã tiến về phía trước, sau đó đi tới sảnh nghị sự. Khi cánh cửa được mở ra, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi xuất hiện. Thấy vậy, ánh mắt mọi người cũng liền đổ dồn vào anh ấy. Chậm rãi bước tới chào hỏi mọi người, sau đó Tiêu Viêm cũng liền tiến tới vị trí ghế trống và ngồi xuống. Nhìn mọi người, thanh âm anh ấy đã liền vang lên nói: "Các vị, việc ta xuất hiện ở đây chắc mọi người đã biết rồi. Lần này trở về, ta muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ Vân Lam Tông. Mễ Đặc Nghĩ gia tộc, ta sẽ đứng về phía của ngươi. Tiêu Viêm tiên sinh, không biết ngươi lần này cùng Vân Lam Tông đại chiến có bao nhiêu phần thắng?" "Thắng bại phân ra là 5 năm. Tiêu Viêm, tuy lần này trở về ngươi mang đến không ít đấu vương cường giả, nhưng Vân Lam Tông sợ rằng cũng không ít. Chưa nói tới đấu hoàng cường giả, đơn giản Vân Sơn cũng là đối thủ không tồi. Không biết ngươi có nắm chắc đối phó được với hắn không?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười nói: "Đấu hoàng cường giả, ta cũng có." Dứt lời, bắn ra một đạo hỏa diễm ra hiệu. Ngay lập tức ở bên ngoài, bóng dáng ba người Âm Cốt Lão cũng liền xuất hiện. Chưa hết, sau ba người kia, thanh âm giả nua bất chợt vang lên cao giọng nói: "Đấu tông cường giả, đương nhiên cũng có." Lời nói vừa dứt, thân ảnh giả nua của Dực Lão cũng liền hiện ra. Bởi vậy, nhìn thấy thân ảnh giả nua trước mắt, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Viêm, anh ấy cũng rất bất ngờ. Nhìn Dực Lão, thanh âm liền vang lên nói: "Lão sư, ngài thế nào lại đi ra?" "Ha ha, không sao, sớm muộn cũng bị mọi người phát hiện thôi." "Ồ, ngươi là tiểu luyện dược sư năm đó hay sao? Nhiều năm như vậy, không nghĩ đến hiện giờ cũng có chút bản lĩnh." "Cái gì? Ngài là lão tiên sinh năm đó?" "Đúng, là ta. Đa tạ ân sư chỉ điểm, ngày đó ta sẽ mãi không quên." "Đừng làm lễ lớn như vậy, trước đây ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi." "Được rồi, các ngươi nói chuyện chính sự đi, ta không cản trở nữa." Dứt lời, Dược Lão cười cười, chợt thân hình run lên, thân ảnh hư ảo từ từ phai nhạt rồi quỷ dị tiêu tán. Nhìn thấy Dược Lão tiêu thất, Tiêu Viêm lại trở về bộ dáng lạnh lùng. Nhìn mọi người, thanh âm vang lên nói: "Thế nào, chư vị suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lão tiên sinh cùng ta có ân chỉ điểm, luyện dược sư công hội sẽ toàn lực trợ giúp ngươi nghênh chiến Vân Lam Tông. Nếu pháp mã hội trưởng đã quyết đoán như vậy, Mộc gia ta cũng đồng ý." "Tiêu Viêm tiên sinh, xin cho yêu dạ ở đây hỏi một vấn đề." "Yêu dạ công chúa, mời nói." "Được, cho ta nói thẳng, nếu sau khi thanh trừ Vân Lam Tông, vậy ngươi có hay không trở thành một mãnh hổ khác của Gia Mã Đế Quốc?" "Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần hoàng thất không động tâm, chuyện đó ta sẽ không bao giờ làm." "Các vị, đừng cho rằng Tiêu Viêm đang cầu xin các ngươi hợp tác." "Yêu dạ còn trẻ, làm việc tự nhiên không cẩn thận. Tiêu diệt Vân Lam Tông lần này, hoàng thất ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực." "Tốt lắm, đã như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công." Nghe vậy, thanh âm cười vang vọng cũng liền vang lên trong đại sảnh. Thế nhưng, đúng vào lúc này, bên ngoài có người mang thông tin đi tới. Bởi vậy, thanh âm Hải Lão liền vang lên nói: "Ta vừa nhận được tin, Vân Lam Tông tổ chức đại hôn cho Cổ Hà và Vân Vận." "Hải Lão, hôn lễ sẽ tổ chức vào khi nào?" "2 ngày sau." "Được, vậy thì 2 ngày sau sẽ là lúc trận chiến quyết định với Vân Lam Tông." Dứt lời, mang theo ánh mắt sắc bén, Tiêu Viêm liền nhìn thẳng về phía trước, tràn đầy sự quyết tâm. Đến đây thì hết tập 55/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.